Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục sự cố hầm lò tại lò chợ Mức, công ty than Quang Hanh, TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 5, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại lò chợ, công ty than Quang Hanh, TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, làm chết 3 công nhân và bị thương 1 công nhân. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân của các công nhân bị nạn. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là hoạt động khai thác than trong các hầm lò, không để xảy ra các trường hợp tương tự. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, vệ sinh, an toàn lao động đối với hoạt động khai thác than trong hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động. Với Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam, yêu cầu Chủ tịch Tập đoàn khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của sự việc, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình công nhân bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công nhân bị nạn theo quy định. Cùng với đó, chủ động rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình và việc thực hiện tại tất cả các khâu, các công đoạn khai thác, vận hành hầm lò, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động trong các đơn vị thuộc tập đoàn, có giải pháp khắc phục ngay theo các chức năng nhiệm vụ được giao hoặc là đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Trước đó, như BLO đã đưa tin, sự cố hầm lò tại công ty than Quang Hanh đã khiến 3 công nhân tử vong và 1 công nhân bị thương. Các công nhân tử vong gồm BVT 33 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương, DVT 44 tuổi, quê ở Sơn Động, Bắc Giang, LAV 29 tuổi, quê ở Bắc Yên, Sơn La. Công nhân bị thương là LAC 33 tuổi, quê ở Điện Biên. Nguyên nhân sơ bộ của sự cố hầm lò này là trong quá trình công nhân làm việc, lò chợ tụt lở gây tai nạn. Tối 13 tháng 5, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, tại công ty than Quang Hanh, TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh này vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong, 1 công nhân khác bị thương. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 13 tháng 5 tại lò chợ Mức -190/-170, vỉa 14.11, phân xưởng khai thác 7, công ty than Quang Hanh, TKV. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Vụ tai nạn làm 3 công nhân tử vong và 1 công nhân bị thương. Công nhân bị thương đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Các nạn nhân tử vong đang được tập trung lo hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã thống nhất hỗ trợ các gia đình công nhân tử vong ở mức tối đa. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng trên một người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng cho một người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho một người tử vong. Công ty Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho một người tử vong. Theo thông tin của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, các công nhân tử vong gồm BVT 33 tuổi, quê Kinh Môn, Hải Dương, DVT 44 tuổi, quê Sơn Đông, Bắc Giang và LAV 29 tuổi, quê ở Bắc Yên, Sơn La. Công nhân bị thương là LAC 33 tuổi, quê ở Điện Biên. Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là trong quá trình công nhân làm việc, lò chợ tụt lở gây tai nạn. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, tại Quảng Ninh đã có 2 sự cố tại các công ty than khiến nhiều người tử vong.
Trước đó, ngày 3 tháng 4, sự cố cháy khí metan tại hầm lò công ty than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV cũng tại thành phố Cẩm Phả đã khiến 4 công nhân tử vong. Liên quan đến vụ việc 3 trẻ nhỏ tử vong do bị tường nhà đổ đè vào trong cơn mưa lớn đêm 12 tháng 5. Chiều 13 tháng 5, phóng viên đã có mặt tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi hai gia đình có hai cháu gái là LTT và LKN cùng sinh năm 2021 gặp nạn. Hai cháu T và N là chị em con chú bác, ngôi nhà nhỏ của hai gia đình nằm liền kề nhau. Sau sự việc xảy ra, nhiều người thân, hàng xóm đã tới chia buồn, động viên gia đình cháu T và N. Ông B, bác của T và N cho biết, khoảng 22 giờ, ông chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của cháu trai, nói cậu ơi cứu con cháu với. Nhận được tin, ông B cùng vợ đi xe máy tức tốc tới hiện trường. Tới nơi, ông B nhìn thấy một bức tường đã đổ sập. Bức tường dài mười mấy mét, đổ ập xuống như vậy thì cơ hội sống sót là rất thấp. Tôi cùng mọi người đã nỗ lực đào bới, mong có thể tìm thấy được tia hy vọng mong manh, ông B kể. Khi đưa thi thể các cháu ra khỏi đống đổ nát, ông B và mọi người không nhận rõ mặt cháu nào bởi bùn đất đã che hết. Còn ông HBP, ông ngoại cháu N kể tiếp. Hơn 3 giờ sáng nay, tôi mới nhận được thông tin cháu mình gặp nạn không qua khỏi. Khi tôi qua nhà con rể thì thấy người thân đang tắm rửa cho các cháu để lo hậu sự. Sáng nay, gia đình đã an táng các cháu theo phong tục địa phương. Theo ông P, vợ chồng con gái ông vẫn còn trẻ, cháu N là con đầu lòng. Tôi cũng cố kìm nước mắt để động viên các con cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông P ngậm ngùi. Nhớ lại sự việc hôm qua, anh G, bố cháu LKN cho hay, bản thân anh làm ăn xa nhà nên vài bữa mới về thăm con một lần. Khoảng hơn 20 giờ tối qua, anh cùng vợ chở con gái và cháu ruột, con gái của em trai đi chơi. Đến khoảng hơn 21 giờ, người thân ở nhà gọi điện báo rằng có sấm chớp nên chở hai cháu về nhà kẻo trời mưa. Lúc này hai vợ chồng anh G chuẩn bị ra về thì trời mưa rất to nên lại quay vào chờ tạnh. Khi vào anh G thấy trong nền khu vui chơi ngập lênh láng nên cho các con lên chỗ đệm bật bông để chơi. Lúc này vợ anh đứng ở cửa, còn anh ngồi đối diện đó để trông các con chơi. Khi đó tôi thấy chiếc cột sắt nghiêng nên lao tới để đỡ con nhưng không kịp. Tường nhà đổ sập, tôi không còn nhìn thấy các con đâu. Trước mặt tôi chỉ toàn đất với gạch ngổn ngang. Anh G nói và cho biết thấy các con bị vùi lấp. Anh và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng để cứu con. Chia sẻ thêm, anh G nói, trong lúc hỗn loạn, tôi bỗng nghe thấy một tiếng hét của trẻ nhỏ khiến tôi có thêm hy vọng. Tôi động viên vợ rằng con vẫn còn sống, cố lên, đào cho con thở đi. Khoảng gần một tiếng sau, con và cháu tôi đã được đưa ra ngoài, nhưng phép màu đã không xảy ra. Cũng theo anh G, thời điểm tối qua, khu vui chơi cho trẻ có rất đông người, tính cả trẻ nhỏ và phụ huynh có khoảng ngoài 20 người, tất cả đều chờ trời ngớt mưa để về. Vậy nhưng sự việc đau buồn đã bất ngờ xảy đến. Như BLO đưa tin, khoảng 22 giờ 20 phút đêm 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở nhà dân do mưa lớn. Ủy ban Nhân dân xã đã cử cán bộ xuống tiếp cận hiện trường. Qua nắm bắt thông tin được biết, có 3 trẻ nhỏ đang chơi trong nhà, bị đất đá từ nhà đổ xuống vùi lấp. Đến khoảng 22 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa hai cháu gái là LTT và LKN cùng 3 tuổi, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì ra ngoài. Đến khoảng 23 giờ 20 phút, đưa được cháu TAD, 5 tuổi, con gái của chủ hộ kinh doanh ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các cháu đều đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà, không có rãnh thoát nước phía ta luy dương, dẫn đến tường nhà đổ vào phía trong làm các cháu tử vong. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.